Hello anh em, hôm nay Minh Hay xin giới thiệu với anh em trang web shop thẻ 365.com, nơi anh em có thể mua thẻ điện thoại hay là thẻ Garena được chiết khấu lên đến 7% và an toàn, uy tín. Link chi tiết mình để phần mô tả anh em nhé. Hello. Ok anh em, thì hôm nay tôi đang vào ạc của em Phan Lục Thừa. Ạc này xương xương tầm 160.000 160.000 tỷ anh em ạ. Đó, thì ở đây là có một cái cây mà chúng ta có thể nói đây là một cái cây mà MU chưa hoàn chỉnh lắm. Thì hôm nay tôi sẽ dùng đâu đó tầm khoảng 14.400 tỷ của em Phan Ngọc Thừa. Đấy, thì anh em thấy đi, thì ở đây là em Phan Ngọc Thừa đang có xu hướng là đang muốn build một cái cây MU. Đó, thì cây MU này tôi nhìn thấy là ở đây chưa hoàn chỉnh lắm, vẫn còn đâu đó một vài con hàng của Gian một tí. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ dùng 14.400 tỷ này để có thể gọi là build nốt cái phần còn lại giúp Phan Ngọc Thừa có thể có được một cái cây MU gọi là siêu mạnh. Đấy, kết hợp với cái đội hình Nghi An mà Phan Ngọc Thừa đang có ở trong cái đội hình này. Giá trị đội hình của em Phan Ngọc Thừa lên đến 160.000 tỷ đấy anh em ạ. Đầu tàu thì em Phan Ngọc Thừa có bảo tôi là em đang muốn đá cái sơ đồ là 4-1-2-3. Đấy, thì ở đây em muốn đá đầu tàu là Colum. Cánh thì ở đây chúng ta có Sancho một cánh rồi, Ronaldo rồi. Tôi nghĩ là em Phan Ngọc Thừa cũng bảo với tôi luôn là em đang muốn cho anh 7 dự bị thời gian. Do này anh 7 làm em không có vui lòng thì em đang muốn anh 7 dự bị thời gian. Ai xong rồi với lại Vagane em cũng không muốn, em muốn là MU thôi, MU riêng MU đi. Thì hôm nay tôi sẽ giúp em Phan Ngọc Thừa làm một cái team như này. Thì đầu tiên nhìn vô cái sơ đồ này đi, để chúng ta có thể gọi là xác định trước đi. Thì chúng ta sẽ cần mua một con cánh này, một con CM nữa nè, hai con CB, và vị trí của Regulian này thì tôi thấy là tôi chưa hài lòng lắm. Riêng vị trí của Regulian là tôi chưa hài lòng lắm thật sự. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là vô build đi, cùng với 14.400 tỷ này để xem chúng ta sẽ build được những con hàng nào mà tôi thấy hợp lý nha anh em nhờ. Cánh nha, đầu tiên là build từ trên xuống dưới đi anh em. Build hàng cánh trước đi. Hàng cánh mà một bên là Sancho rồi, là chúng ta tôi nghĩ là chắc là nên chơi mấy con trẻ của MU hiện giờ đi nhờ. 23NG mức 2.8, mấy con này chỉ số 119 mà hơn 1.500 tỷ, 204 xuất xoáy, tinh tế mà tốc độ, bóp tim cái MU nữa. 1m80. 1m80. Thì tôi thấy là nếu mà đá Sancho rồi khổ lùn rồi, tôi thấy đá con thêm con Garnacho rồi đi cho nó hợp lý. Tôi thấy đây cũng là một sự lựa chọn mà tôi thấy ok đấy. Đầu tiên thì chắc là chúng ta phải nhận tiền mấy con này về đã mới có thể là mua cầu thủ được các thứ. A few moments later. 1.520 thì chưa mát. 1.520 chưa mát thì chắc tôi mát luôn. Đấy, 1.670. Anh em nào mà có thì có thể giúp tôi, có thể chiêu mộ tiền đạo cánh trẻ người Argentina này về với. Cảm ơn anh em. Một tí đi. Tôi cần một cái người lão tướng, một cái người lão tướng mà có thể giúp cái hàng công trẻ ở phía trên có thể gọi là thỏa cánh tung bay. Đấy, tôi nghĩ là Bosco là sự lựa chọn hợp lý. Nhìn sơ quá em nào. Bosco HG đã có người bán với mức giá 38.900 tỷ. Wow. 38.900 tỷ anh em ạ. Tầm này bao score này là chúng ta sẽ không thể nào mà có khả năng đụng tới được thật sự. Thì Bosco có hàng không này? Bosco LN chỉ số 122. 122 thì ở đây Bosco chúng ta có thể gọi là xem sơ qua một tí nào. Lực sút chút xa ok. Tầm nhìn chuyền dài được. Tôi cần một con CM có khả năng tham gia tấn công. Square Tiger tôi không làm cho sự lựa chọn của tôi thật sự. Tôi nghĩ là Bosco LN này sẽ là một món quà. Vừa có sạc bóng, vừa có chuyền dài, vừa xuất xa được, vừa kiến tạo được. Vừa có thánh chuyền bóng nữa. Tôi nghĩ là Bosco này ở mức giá gần 2.000 tỷ này là một mức giá phù hợp. Ok. Khả năng là cặp CB đi. Cái Cevigo tôi nghĩ là tôi sẽ giữ lại. CB có sẵn rồi đấy. Bây giờ chủ đặt không muốn đá con Vagane nữa. Đấy, thì tôi nghĩ là nếu mà không đá Vagane thì
chắc là làm hẳn là một cặp Gio Vidic đi nhờ. À, làm hẳn một cặp Gio Vidic đi. Rồi cho xem hai con này xem nào. Con Gio BTB đang ngon hơn anh em ạ. Con Gio BTB đang ngon hơn Gio LN. À, con Gio BTB đang ngon hơn. So sánh sương sương thôi anh em nhìn đi, con Gio BTB với LN này ở hai mức thẻ cộng 8 này. Có thể là tiền thì nó có thể là gần bằng như nhau, nhưng mà về gọi là chỉ số ẩn ấy, dụ như mấy cái này thì hơn nhau. Tốc độ con Gio LN ngon hơn này. Tôi cũng cần một con hàng có khả năng tốc độ tốt, sức mạnh thì không quan trọng lắm, sức mạnh thì con này cũng được rồi. Tốc độ nhảy có thể là nhìn sơ qua bộ chỉ số ấy, bộ chỉ số thì con Gio LN là nó sẽ vượt trội hơn so với lại con Gio BTB. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nhìn qua chỉ số ẩn xem nào. Chỉ số ẩn đây thì Gio BTB có siêu cản phá, còn Gio LN thì không có. Nói chung là con nào nó cũng gọi là sẽ có điểm mạnh điểm yếu. Phân dân tí nhờ, con này 1.500 tỷ, con này 2.500, hơn nhau 1.000 tỷ anh em ạ. Hơn nhau 1.000 tỷ. Thôi thì chắc là làm luôn con Gio LN đi, làm luôn con Gio LN đi cho nó chất chơi người chơi anh em ạ. Làm luôn con Gio LN cho nó chất chơi người chơi. Cứ mùa mới mà múc 2.500 tỷ mua mát luôn, mình là người có tiền được chưa. Múc đó, làm hẳn một cặp LN cho nó chiến. Gio là phải cặp với ai anh em nhờ? Gio phải cặp với ai anh em hiểu vấn đề đó. Gio phải cặp với Vidic được chưa, có Gio là phải có Vidic. Ai xem sơ qua nhờ, xem sơ qua bộ chỉ số của Vidic thì chắc là chúng ta không có gì để phải bàn rồi. Những chỉ số cần có của một trung vệ thép. Balotelli đã từng nói, tôi thà đâm đầu vô xe lửa còn hơn là đâm đầu vô Vidic. Thì đây chính xác là một cái lý do mà tôi luôn sẵn sàng bỏ tiền ra mua Vidic cặp với Gio, được chưa. Đội hình này có tiền, không có gì bàn cãi hết. 2k2 tỷ 4, ok. Cánh trái mà hiện tại của MU mà ngon nhất thì tôi xin khẳng định với mấy ông luôn, lúc so E21 cộng 8 không có Ashley Young nào ở đây có thể thay thế được hết. Khẳng định với mấy ông, lúc so E21 cộng 8 chắc tôi mua tôi khỏi cần nhìn tiền luôn anh em ạ. Đây cho anh em coi chỉ số xíu thôi chứ tôi mua khỏi cần nhìn tiền nè. Bây giờ đá hậu vệ cánh phải lương cao, phải biết tạt bóng thì so có hết. Tốc độ 130-133 được chưa. E21 cộng 9 có mua luôn nè, riêng mà cộng 9 nè, có tiền là mua nè, 6.100 nè, vừa đổ mua luôn á. Nhưng mà thôi, tôi đá bằng lúc so này thôi, tiết kiệm đồng tiền 1.510 tỷ. Bấu HT dự bị duy nhất là mã tiếng ngang, mà tôi đang cần một số cửa hàng dự bị đi. Tôi cần một số cửa hàng dự bị đi. Mà đầu tiên là cánh đi nha. Cho tôi một tí cánh dự bị đi, làm tí bắt di sung đi. Đấy, tôi cần một tí bắt di sung đấy, xem tình hình bắt như nào. Bắt di sung LN, còn LN 600 tỷ, đưa cụ bắt về là chạy dự bị được chứ. Đưa cụ bắt về chạy cánh dự bị được chứ, đúng không anh em? Buồn mình kéo gì đá CM luôn cũng được, bắt di sung là một con hàng thấy hợp lý á. Mình vừa đá cánh được vừa đá CM được, có phổi, nỗ lực đến cùng mà tốc độ, nhưng mà xuất xa hơi kém nha. Xuất xa tôi đánh giá là chưa cao lắm nha, tạm thôi, mức 119. Lấy cụ bắt hay là lấy sòi xanh nhờ. Bắt đi sung đi, làm con bắt đi sung đi, 600 tỷ thì mốt thoải mái. Nghe Loan nhá, bắt đi sung thì tôi thấy thoải mái. Tôi nghĩ là một dự bị chúng ta cần phải có một con người như Roy Keane. Ấy, Roy Keane mùa nào mới thì phang. Ấy, một cầu thủ không ngại va chạm, sẵn sàng Innova với Hà Lan. Được chưa? Roy Keane. Roy Keane LN, mùa nào mới thì mình phang. Được chưa? Mua con này về đá CDM có thể thay thế được cả Semigo luôn. Hàng dự bị ok.
Mình nên mua mấy con này nè. Một xuống tay thì tôi mua Guni về tôi cho đá CM được không? Tôi mua Guni về nhưng mà tôi cho đá CM. Thấy nó mới nghiệt được chứ. Đá kiểu của vùng gì ấy, đá kiểu vùng gì được mà. Mua Guni về cho đá CM sao đâu. Ok á. Làm con Guni gì đó xem mờ chơi giải trí. Mà chết bà rồi. Thiếu tiền anh em ơi, thiếu tiền. Sao mãi không có video mới? Dạo này anh tập trung làm, anh làm gọi là mấy cái video short nhiều hơn em ạ. Cái này thiếu tiền. Mua cái này thiếu tiền trong nó hoài long chưa? 2k760. Còn đúng như đây tiền dơ dét hết tài sản rồi đó. Có gì bán đi. A few moments later. Tôi sẽ học lớn được cái chiến lược của hôm trước một tí. Rồi, hai cánh này tôi sẽ để lại vai trò tự do. Tao đột phá, xong rồi dòng cắm chọc khe công 3. Ấy, đột phá xong rồi dòng cắm chọc khe, con này cho đứng ở trên. Hai con này là tham gia tấn công. Tham gia tấn công. Con này giữ vị trí, ok. Để 22 đi. Đó, hai con này là mình cho phối hợp trồng cánh được. Như vậy anh em nhé. Hai con này như này. Đây là một cái đội hình mà tôi đã sẽ đá kiểu số 9 ảo. Số 9 ảo hôm trước học rồi Toby. Cam. Một khóa đào tạo vô khoa trò này. Một khóa đào tạo khoa trò này anh em đợi tôi tí. Tôi lấy cái điện thoại, tôi quên cái điện thoại mất tiêu rồi. Hay. Video nó hay. Xong rồi. Đứng lại cái Ben phú điểm mai trận này thua 5-1 không được. 5 lớp không, 2 lớp cũng được, 2 lớp được. Ăn nhiều vào anh ơi, ăn cái gì được em ơi. Em thấy nãy giờ có 1 tiếng donate nào không hả? Em thấy từ hồi nãy giờ đó có 1 tiếng donate nào không mà ăn cái gì, ăn không khí mà sống. Hôm nay là đúng là tối nay cái ca này tôi thường ca tối là cái ca ok, nhưng mà bây giờ là chỉ có ăn không khí mà sống thôi. Em té là tài không biết khỏi à. Nope. Xong luôn. Ôi, đã nghèo gặp cướp, không cướp được ai đâu em ơi. Em nhìn đi, nãy giờ có một mình em á. Éo ơi, đúng là cuộc sống cái gì đâu có lý do. Ok. Thôi thì tặng cho anh em MU. Đây tặng cho anh em MU bàn thắng. Chúc MU hôm nay chiến thắng bên đây. Lúc so mấy khám. Khó. Ok. Chắc là phải ra tôi đổi cái áo MU cho nó dễ nhìn anh em à. Khác. Đỡ đi. Trời ơi, mấy khăm nó khéo. Không hiểu anh thủ kiểu gì. Thấy anh công kiểu này được không? Em không hiểu anh thủ nhưng mà em phải hiểu anh công đấy. Anh công tới luôn. Công cho em hiểu, chừng nào em hiểu đi thôi. Được chưa? Ben. Pip. Phải vậy chứ. Trời ơi. Không lẽ hoài sao? Ẩu chưa, ai với bạn anh em nhờ? Van der Sa sẽ là người thực hiện của dứt điểm. Dăm ba cái QD. Thì đơn giản. Vấn đề gì đâu. Bên nào? Xuống nào? Đó. 80 tỷ đá phải vậy chứ, đúng không? 80 tỷ đá phải vậy. Chứ 80 tỷ mà đá như cái kia thì chết rồi. Khẳng định luôn, 80 tỷ mà đá như này là đi. Có em. Tôi biết không mấy anh em trong team có buồn không mình? Buồn chứ, nhưng mà cũng một phần là do mình làm dở.
mình chưa có phim, mình không có tiếng, mình sẽ kim chưa hay, thì anh em không thích xem, không thích xem bằng những anh em khác. Cái trò này mới học được anh Tobi anh em nhá. À, cái trò tôi mới học được anh Tobi, được chưa? Nhìn anh em coi mẫu háo hức quá nhờ. À, tôi nhìn anh em coi mẫu tôi háo hức ghê luôn á. Quay không cho chuyền, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, tướng kiếp kia lên rồi, chào nhé, chào phát đi luôn mà. Ờ, ông chào ác với tôi chưa, ông chào phát tôi đi luôn. Thôi, thà người đừng nói. Người nói làm chi, ông chào phát tôi đi luôn mà. Ui, gì vậy? Ui, ui. Nó bị chuyền cho bánh áo ma Canada chưa kìa. Gì mà con chơi con cun chạy được. Nhiều lúc không hiểu luôn á. Mình nhiều lúc tôi không hiểu luôn á. Tôi không bên nó chịu. Tôi không bên chịu. Ước bị ban sao giờ? Em hết cái em ước cái gì mà em ước bị ban vậy? Ờ, ước nhiều khi được á. Đá hô lên thế này. Ok. Còn nguyên anh em mà, còn nguyên. Thiệt. Mày chọc tôi điên rồi. Nói chưa? Mập. Ủa đâu què à? Rồi mâm với tao. Mâm với chúng tôi. Bu đi vô là khác liền. Ok mà là sao đâu được. Có mày phụ không nhờ? Mày phụ tôi đá vô đầu này một cái. Mày đá không có hiệp phụ kìa. Có hiệp phụ tôi đá vô cái đầu nó một cái. 5-2-3-0 đội hình 110 mấy ngàn tỷ. Quầy đi đá banh kìa. Ok thì hôm nay sau khi gọi là build cái đội hình này gọi là bổ sung cho em Phan Ngọc Thừa ấy, thì tôi đã bổ sung xong các tuyến cho em Phan Ngọc Thừa rồi. Còn thiếu một con gọi là Gnacho thì chưa về nữa. Tôi thấy đội hình này hiện giờ là của em Phan Ngọc Thừa cũng khá là mạnh. Đây giá trị các cầu thủ trong đội thì cũng lên đến khoảng gần 100.000 tỷ rồi. Thế thì rất là mong là em Phan Ngọc Thừa sẽ có những trải nghiệm tốt với cái đội hình này mà anh build.